Thưa quý vị, tháng 1 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Đà Nẵng đã bắt tay triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hết sức bài bản. Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện, Đà Nẵng đã bước đầu tạo dựng những nền tảng vững chắc cho sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai. Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 34, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền và thành lập tổ công tác tham mưu giúp Thành ủy triển khai thực hiện nghị quyết. Để huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thành phố đề ra chủ trương chọn 12 chuyên đề và kế hoạch trên nhiều lĩnh vực then chốt. Đồng thời, thành phố cũng mạnh dạn mời tư vấn nước ngoài để nghiên cứu, chỉnh trang lại quy hoạch chung và thiết kế lại chiến lược phát triển kinh tế xã hội sau một thời kỳ phát triển nóng. Đoán quy hoạch chung được lập trên cái sự mà chuyển thể một cách gần như là toàn bộ cái tinh thần của Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị vào cái đồ án. Cái điểm sáng của cái đồ án quy hoạch chung lần này đó là cái việc mà gắn kết được yếu tố tự nhiên của thành phố, yếu tố đặc thù đấy vào trong cái việc tổ chức không gian. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sau quá trình chuẩn bị công phu bài bản, dự thảo nghị quyết về thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Đây là bước cụ thể hóa, là hành lang pháp lý quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục có bứt phá theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Có thể nói rằng cái mô hình chính quyền đô thị nó là một cái mong ước, là một cái khát vọng của nhân dân thành phố Đà Nẵng từ hàng chục năm nay. Nó cho phép rút ngắn được tất cả cái khoảng không gian, thời gian để giải quyết những cái vấn đề nảy sinh cũng như là phản ứng của chính sách để đảm bảo các cái mục tiêu nó phải đạt được yêu cầu đề ra một cách nhanh chóng. Trong nghị quyết của Quốc hội đã có cái cụ thể, ngoài cái thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở thành phố, ở quận, rồi ở phường, thì có thêm một số chức năng nhiệm vụ mà được Quốc hội ghi vô đó. Thì trên cơ sở đó thì cũng là cái dịp để chúng ta rà soát lại cái đề án vị trí việc làm, cái chức năng nhiệm vụ để chúng ta tính toán cái biên chế cho phù hợp, cân đối cái nguồn nhân lực, đảm bảo cái cơ bản cho tất cả các cái cơ quan đều thực hiện được cái nhiệm vụ. Khởi động chặng đường mới bao giờ cũng có những khó khăn, thách thức mới và Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát hai đợt tại Đà Nẵng. Đi kèm với đó là liên tiếp các đợt thiên tai bão lụt. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch, đồng thời nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng ta có khát vọng, chúng ta có bước tiến mạnh mẽ hơn và nền tảng rất quan trọng trên cơ sở hiện nay để năm cuối nhiệm kỳ 22 này, năm 2025, chúng ta có những cái bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, kể cả về kinh tế, du lịch, về công nghệ cao, về công nghiệp cũng như là các mặt công tác khác của thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng kỳ vọng rất nhiều về sự phát triển tiềm năng thế mạnh của Đà Nẵng được phát huy thời gian này. Tròn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị cùng với Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, quyết định số 393 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua. Đà Nẵng đã bước đầu tạo dựng nền tảng vững chắc, kỳ vọng sẽ tạo đột phá để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.